Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với số tiếp theo trên kênh Hà Giang Food. Và hiện tại thì Huân đang tiếp tục tiếp bước trên con đường đi xuống nhà em Dín. Và như ở tập trước thì các bạn đã theo dõi, anh em mình đã đến nhà để nói chuyện với bà cũng như là chia sẻ với em Dín ấy. Thì để tiếp tục công việc của ngày mai bắn mái. Và tối ngày hôm nay thì anh em sẽ tiến hành là ăn cơm lại ở nhà em Dín, cũng như là sẽ chia sẻ một số điều mà có thể là chưa từng xuất hiện, cũng chưa từng nói ở trên các kênh. Thì bây giờ xin mời các bạn cùng quý cô anh chị và mọi người cùng theo dõi video. Hôm nay thì em Dín thì đi học, còn ông bà thì đi trồng ngô. Đấy, phát nương trồng ngô cày, tại vì là được 2 hôm trời mưa ấy, thì đất nó mềm hơn, cũng sẽ dễ làm việc hơn. Vẫn tiếp tục là con đường huyền thoại ấy. Và có lẽ đây sẽ là cái chương trình cuối cùng mà Huân sẽ làm ở tại nhà của em Dín. Tại vì là Huân sẽ không nhận bất kỳ một khoản tài trợ nào để giúp đỡ cho em Dín nữa. Tại vì là hiện tại là cuộc sống của em cũng khá là ổn rồi. Đây là 2 cái đống tôn này. Ông bà đang che chắn rất là kỹ này. Một đống ở đây. Đấy, với cả là một đống ở đây nữa. Đây là cái phần tôn chính này này. Còn ở bên kia là cái phần hai hồi hai bên. Anh em mình sẽ vào phụ nấu cơm và ăn cơm với gia đình tối ngày hôm nay. Khá là tối. Bên này là khu vực bếp nhà em Dín này. Bếp này là cái bếp chỉnh tường từ rất là lâu rồi. Ăn như nào được nhỉ? Chắc là gà luộc thôi Dín nhỉ? Gà luộc này, có cá rô thì anh em mình sẽ rán nhé. Cà chua thì sốt với đậu rồi, quá là hợp lý. Làm luôn. Làm cái nào trước? Em phải luộc gà, bây giờ luộc gà trước đi. Đây là cái máy mà anh Long hỗ trợ mua đây đúng không? Sát ok chứ? Chắc là phải rửa lại đấy nhỉ? Rửa lại. Có cả lòng hết các thứ luôn. Bình thường này ở nhiều chỗ thì cái gì không có lòng đâu. Có cái anh giỏ không nhỉ? Có nhanh có cái giỏ không? Giống như có cái giỏ mà không mà chẳng biết đâu. Cái giỏ nhựa ấy. Giỏ nhựa để rửa cá, rửa hành, đậu với cả cà chua này. Làm gì á? Ôi, không sạch mấy đâu ấy. Không sạch đâu. Không sạch mấy đâu, phải nhổ lại. Được không? Ok. Dín thì năm nay học 11 rồi, sang năm tầm tháng 6, tháng 7 nữa là ra trường rồi Dín à? Đâu, 12 mà, 12 mà. Sang năm còn gì nữa. Ừ. Đến bây giờ đến tháng 6 này là hết 11 rồi đúng không? Ừ. Thế nên là năm sau nữa là ấy rồi. Là ra trường rồi. Ủa cái đậu này nát quá. Rất là tốt. Ừ. Ai mà lấy được Dín là hơi bị sướng đấy, nhưng mà rất tiếc là anh có vợ rồi.
Ở đây là mùa tháng mấy mới bắt đầu trồng lúa hả? Ở đây mùa tháng mấy mới bắt đầu trồng lúa? Tháng 5 hay sao? Tháng 5 nghỉ hè mà. Nghỉ hè đúng không? Nghỉ hè mới năm. Trồng một vụ thôi đúng không? Không để tí luộc xong cái ra mà. Cắt ra thì. Đây là cá rô. Cá rô nó. Đây là cá rô, cái cá này nó ít xương. Ừ. Trẻ con ăn nó đỡ sợ ấy. Ừ. Không thì 65.000 rẻ. Ừ, 65.000 rẻ mà. Một cân nó là 60.000 đến 50.000 nữa mà. 50.000 rẻ nhỉ. Thế là một cân 50.000 thì một cân 3 nó mới là 65.000 đúng không? Ui, mà chưa cắt pháo câu này. Mới cắt pháo câu nhá. Ừ. Không tí là ăn là đi luôn đấy. Nó thì phải gấp phải ăn rồi. Cắt nó đi. Em lấy chưa đi, hôm nay rửa xong không tí bắn được không được. Cái hôm đầu em gặp anh Long là anh Long xuống tặng quà hay như nào? Không, ở chợ. Gặp ở chợ à? Thế là cũng rất là tình cờ đấy. Ngày trước thì Huân gặp Dín ấy, thì là cái thời điểm lại quen qua một bạn đấy là em cậu của Huân ở bên này. Nên là mới biết em Dín, thế nên là hôm đấy là rủ đi ăn mì cay. Thế là mới quen nhau rồi mới đến nhà rồi mới biết được cái cuộc sống của em Dín hiện tại là nó có cái câu chuyện như vậy. Chia sẻ lên thì cũng rất được rất là nhiều các bạn ở trên mạng yêu quý. Ok chưa? Tôi đang ăn thấy cũng ngon. Tôi rửa xong để đâu? Để em còn lau chỗ này. Ừ? Để đây nhá. Rửa xong á? Mang đi luộc luôn thôi. Tất tật tất tật. Cá? Ừ? Cái này tùy gia đình thôi, thích ăn xào hay là thích ăn luộc cũng được. Anh nào cũng được. Rơi ạ? Ý, không ăn quả đấy à? Không ăn à? Ăn quả đấy nó bị quên đấy. Không sao đâu, nó ăn bình thường. Đây là một cậu em trai nữa của Dín. Sau bạn anh. Tuyết mà, sau tuyết. Sau tuyết nữa đúng không? Thì là út nhất là nhìn à. Dín nữa mà đọc theo tiếng Mông thì hay nhỉ. Nhưng mà dịch sang tiếng phổ thông thì nó hơi lạ. Mỏi tay, để đây nhá. Ok. Em mỏi tay.
Ok. Để chú khăn một kia nè. Một kia đi khăn. Khó dễ chú xem nào. Thế để lấy cái hoa. Thế để cái hoa. Đúng rồi. Bố nó có thể hoa sao. Thế tất sự nữ cái là chỗ đi mua đẹp. Đúng rồi. Bố nó. Ủa cơ đi. Đúng rồi, như thế nó mới không bắn.有不有当的有不有那有不有哎罗某哎罗他就拆罗弄有拆一个个脑脑那那几罗半窝都罗哈哦都我搞的纸尿用过的有差不多用干的罗半用差不多都拿干的啊都叫啊说都拿罗都拿在半用。 Bếp ở trong cái nhà bếp này thì khu bếp củi thì khá là ấm cúng, nếu như vào mùa hè thì sẽ rất là nóng này, nhưng mà mùa đông thì sẽ rất là ấm, nhưng mà đun bếp củi này vì là cái than củi này cũng không độc như cái than hoa. Thank you.
Gà xong rồi vậy gì? Xong rồi. Có làm đậu nữa không? Hay là thôi? Thôi đi. Thế thôi làm mỗi cá với gà thôi nhỉ? Đấy, còn ấy thì để mai ăn. Ngày nào thì mai đông người hơn thì mai sẽ phải ăn nhiều hơn rồi. Con to nói gì nhá? Cái này có gì nhé? Có. Không có chả gì dính nhất. Có mấy lô chả trong dính đặt kia mà cả 300 nè. Hả? Lô ý lô chả là có lô chả của ông bé gà. Thì là gì ạ? 300 thì không được lâu đâu. 300 nó chỉ được tầm 1 tháng thôi là nó bắt đầu bong, nó không dùng được đâu. Chả trong dính. Cái này mua cái loại mà phải 700-800 như kìa thì nó mới dùng được lâu, còn không thì mua cái loại 300 thì chỉ dùng được tầm 1 tháng thì nó bong ít. Mua ở đâu? Mua thì mua ở Điện Máy Xanh. Điện Máy Xanh ở đâu? Điện Máy Xanh ở Sima Canh có, chỉ Bắc Hà mới có. Thế? Em có số gần mua to luôn, tổ cơ. Một tạ thì mua chút to rồi. Một tà thì xuất quế mà, chứ một tà thì dùng sáng tí quế mà. Dạ. Một tà thì dùa dàng thì dùa tư tư ổ chàng. Chứ một tà thì xe nghề dàng thì quế tư tư sáng dùa. Dạ. Dùa thì tư 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 nọ thì tà tư tàng dùa tư 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 dùng tư. Nó thì phải nó thì chứ. Có cái đất mà xe chú 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 chú. Bây giờ cũng mà mỏ, thì đó, cũng lên tới đây chơi khác. Thế là tỏ hoa cua đâu. Để nghe. Đấy, tụi ta là cái này. Cái này cái gì tao, có gì tao. Tụi ta là cái gì vô ra, thì nó như là khí vả. Đúng không? Để thôi. Thế ta cần thấy nó có cái nhạc của không này. Đánh tụi tao à. Cái nào, ô nào. Chào mọi người,
我拿了，要照顾了，要照顾，还没有过早了，然后天天熬，上，接来呢，烧，明火。都多的，过几天等这个都成了，种的么多呢，有那里香港最早好多了够了。我照顾的，好不干。我照顾的只剩下八干。 Không cần phải vàng hết đâu mà. Cứ chín là được rồi, không sao cả. Giờ này muộn rồi, đói rồi. Hiện tại là 7 giờ rồi. Nó tèn. Thịt gà có múc thêm một bát để cho các em ăn nó thoải mái. Mấy đứa là đi học là ở trên trường luôn đúng không? Tiết, 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 我动子嘛。耶，你咋子？你咋子？我忙你别的。哈哈哈哈哈。你别，莫说给他弄。我知道了。你这里，你再过你自己，把它弄好。你我过早了，过早了早。然后，你要帮我。 Anh là bình thường là ăn cơm ở trên trường luôn à? Ừ. Ừ. Anh ấy tía tôi nó móc ấy mà. Nó móc ấy. Ừ. Tặng rồi ta. Nó móc ấy. 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 Các bạn chia sẻ một tháng là ở trường mất tiền ăn là 200.000 cho một bạn. Thế nên là cho các bạn về nhà ăn cơm. Ông bà thì cũng lớn tuổi rồi, bây giờ cũng không thể là đi sang Trung Quốc để làm nữa. Đằng Trung Quốc thì công việc cũng rất là vất vả, chứ không hề nhàn nhã gì để mà kiếm được những đồng tiền từ bên kia về cả. Đi từ mình gọi là cái tư đi lưu đi tư cho chuẩn bị. Bây giờ thì anh em mình sẽ dùng cơm với gia đình nhé. Và xin mời tất cả các bạn cùng các bác, các anh, các chị cùng dùng bữa qua màn ảnh nhỏ với đại gia đình nhà em Dín cũng như là anh em Huân khi đi thực hiện chương trình. Quái điện người là quái. Cái này mới mới được, mới rửa được hai chết đấy. Đúng đấy. Dạ dạ vâng. Cảm ơn ông nhé. Cháu cháu cháu.
Không đưa đây rồi. Chỉ thôi. Mua chân. Đất đâu vậy? Bay mua chân bay được. Rượu nặng quá. Cái chỗ này rượu ngô quá. Anh chưa bỏ mà. Chơi, phải chơi xem một kia. Chiều này rượu thì nấu à? Nấu. Mua về. Thì đừng có làm người ta, thì nấu mình mua về. Em ăn cơm đi. Qua đâu, đâu có là con này. Tao đây là gì à? Dạ. Cái đâu có cái gian ăn này. Không đi đâu. Cái áo thuộc. Chỗ đó là xuống lo. Đang cơm nặng đông đủ. Cái không vô đi mà. Em bảo quý bà lại luôn là ngày mai. Thì ngày mai rồi. Bảo đúng không? Chương trình là ngày mai thì mình làm ở nhà. Mai nó nghỉ khó. Dạ. Thì chắc là chắc là một ngày là xong. Chắc là khi là một ngày là xong. Nếu mà làm nhanh thì là một ngày là sẽ xong. Hoàn thiện hết tất cả không đâu. Con là thằng này sâu chỗ to tuổi dân thì để báo khăn là có để báo khăn tao là ít nó tao báo khăn nó chẳng ôi nào nó rất giỏi rồi cứ ăn chịu nhanh nghe. Thank you.
我的一个多，一个多是多少？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 
Bây giờ thì hiện tại là gia đình đã ăn cơm xong rồi, thì chắc là Huân cũng sẽ xin phép là dừng cái video này ở đây thôi. Trong ngày mai thì Huân sẽ tiếp tục đến đây để ghi hình, gửi đến tất cả các bạn cũng như là quý cô bác anh chị đang theo dõi chương trình, cũng như là những anh chị mạnh thường quân đã đóng góp để giúp đỡ cho gia đình nói riêng. Đấy, thì mai Huân sẽ tiếp tục đến đây để ghi hình, gửi cái tiến độ. Ngày mai thì sẽ là dỡ mái và bắn mái luôn. Mình dỡ đến đâu mình sẽ bắn đến đấy, để tránh cái tình trạng là cái thời tiết bây giờ nó sẽ mưa ấy, tránh ảnh hưởng đến cái vật dụng ở trong nhà, là mình làm đến đâu mình sẽ xử lý đến đấy. Huân xin phép là sẽ kết thúc cái video này ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn cùng quý cô bác anh chị ở số tiếp theo trên kênh Hà Giang Food. Xin chào.